Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 12 tháng 9, liên đoàn bóng đá Việt Nam và hội đồng huấn luyện viên quốc gia đã tổ chức cuộc họp báo rút kinh nghiệm sau SEA Games 29 cũng như trả lời báo chí về việc lựa chọn huấn luyện viên mới dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trong thời gian tới. Các tiêu chí mà VFF đặt ra để chọn huấn luyện viên đội tuyển là dưới 60 tuổi, có bằng huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp, có kinh nghiệm huấn luyện, có khả năng giao tiếp tiếng Anh, chưa từng vi phạm pháp luật cũng như các quy định của VFF và chấp nhận lương thưởng theo thỏa thuận với VFF. Theo những tiêu chí này, thì khó có huấn luyện viên nội nào có cơ hội ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, vì theo quy định mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á, kể từ năm 2019, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bắt buộc phải có bằng chuyên nghiệp. Tại Việt Nam, phải đến hết tháng 12 năm 2017, các huấn luyện viên như Lê Huỳnh Đức, Lưu Đình Tuấn, Phan Thanh Hùng mới lấy bằng, và bằng này lại chỉ có giá trị đến hết năm 2018. Kể cả người giàu bằng cấp nhất là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng phải hoàn thành nốt một phần bài tập vào tháng 12 tới. Trong khi đó, hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên thường có thời hạn từ 2 đến 3 năm. Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn sẽ tạm thời dẫn dắt đội tuyển nam trong thời gian VFF lựa chọn được gương mặt phù hợp cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào địa chỉ thanh niên.vn và đăng ký kênh YouTube, Facebook của báo thanh niên để biết thêm thông tin chi tiết.